Rồi, vậy là lúc trước mình đã hướng dẫn xong sử dụng bộ máy ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn tinh chỉnh máy xay Gemini CRM9012A. Rồi trên đây là cái độ mịn là mình có giải thích rồi. Số nguyên tắc là cứ lấy một cái dấu mũi tên vạch nó là mốc. Mấy bạn không thích ở chỗ này thì mấy bạn vạch ở chỗ này. Hoặc vạch chỗ này lấy bút xóa gì đó thì mình vạch một số để mình làm mốc. Ví dụ vạch chỗ này thì mình sẽ lấy mốc số 7. Rồi, đây nó có một cái con ốc. Đây con ốc đây. Nó đây. Đây nó có một con ốc, mình sẽ nhấp nó vặn nó ra thì các bạn sẽ xoay được cái cần này. Rồi thí dụ đây là mức số 1 đúng không? Thì bây giờ mình sẽ nếu mà muốn bột to hơn thì mình sẽ cho nó qua số 2. Muốn bột to hơn nữa thì cho qua số 3. Số càng to bột càng to. Rồi muốn bột nhỏ hơn. Thí dụ đang ở số 3 muốn bột nhỏ hơn cho nó là số 2. Muốn bột nhỏ hơn nữa cho về số 1. Bột càng nhỏ thì số nó cũng càng nhỏ thôi. Đó, giống như hồi nãy mình đang để là nó ở mức 0.5 thì nó xay vừa. Tức là mình không quan tâm tới cái số này luôn, chỉ có biết là nguyên tắc là cứ càng nhỏ thì nó càng ấy thôi. Càng nhỏ bột ra càng mịn. Đó, rồi ship nó lại. Rồi xong. Là chỉnh máy xay rất là đơn giản nha. Mấy bạn nhớ xếp nó lại nha. Nếu mà không xếp nó lại mà bấm xay một cái là lưỡi dao nó bay vòng 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 đó. Rồi, đó là cứ ngắt không có di chuyển được nữa. Rồi, 0.5 ha. Rồi cái đây là ba nút chức năng của nó, nút bật tắt ở đây rồi. Ba nút chức năng, thầy đây là nút cơ. Nút cơ ha, bấm một cái để xay. Bấm một cái để xay. Bấm cái nữa để dừng. Ok ha, bấm một cái để xay. Bấm cái nữa để dừng. Rồi, nếu mà mình chọn nút bàn tay thì ở dưới đây, công tắc dưới đây. Bấm một cái nè, bấm một cái nó cũng bắt đầu xay. Nhưng mà không giữ luôn nha, nhanh giữ luôn nha thì nó mới xay. Tức là để cái tay cầm cà phê vô này, cái nút bàn tay á, để tay cầm cà phê này đẩy vô thẳng luôn rồi thả tay cầm ra thì nó mới dừng. Ok chưa? Rồi qua tới hai nút này, nút này là nút mình gọi là nút một shot đi, nút này nút hai shot thành hai cái ly nè. Này nút một shot, nút hai shot, mình đang để cài đặt cái này là 4.5, cái này là 7.5 ha. Ok ha. Rồi bây giờ mình muốn chỉnh cái thời gian, cái này là cái thời gian xay cà phê thì mình muốn chỉnh 7.5 là 7.5 giây á. Rồi mình muốn chỉnh cái 7.5 này ví dụ thành mất 9 giây đi, mình sẽ nhấn giữ cái này nhấp nháy đó, nhấp nháy rồi tăng giảm nè, tăng nè đó, tăng giảm nè, cộng trừ nè đó. Rồi ví dụ muốn cho nó thành 9 giây đúng không, rồi chọn xong rồi bấm nút bàn tay là giống như ok vậy đó. Ok đó, để lưu lại là 9 giây. Rồi cái này cũng tương tự, cái nút này đang 4.5 đúng không, muốn cho nó về 3 giây. Rồi xin lỗi, nhấn giữ ha. Rồi cái nút này là 4.5 ha, cái nút 1.6 này là 4.5. Rồi muốn nó trở về 3 giây thì cứ nhấn giữ đó. Rồi nhấp nháy, rồi tăng giảm đó, đó về 3 giây. Rồi bấm bàn tay là ok, đó đã lưu lại đó 3 giây. Rồi này qua 9 giây đó. Rồi một cái lưu ý nữa là cái thí dụ bật nút 9 9 giây đi ha. Rồi ở đây nó có cái công tắc nè, nhấn vô nó sẽ tự động xay, nhưng mà nhấn vô nữa nó không có dừng đâu, muốn dừng là bạn nút này được không, muốn dừng là nút trên này. Tức là công tắc này chỉ là để kích hoạt rồi nó chạy sẽ đủ số giây nó mới dừng. Còn nếu mà bạn muốn dừng giữa chừng thì phải bấm trên cái màn hình này. Đó là mình đã hướng dẫn xong các bạn về cái máy xay cà phê CRM 9012A, cách chỉnh thời gian ha, và chỉnh cái độ mịn. Nguyên tắc là số càng nhỏ bột càng mịn, số càng to bột càng to. Bột mịn thì cà phê chảy rất là chậm, cực kỳ chậm. Rồi còn bột to thì cà phê chảy rất là nhanh, cực kỳ nhanh. Các bạn chỉnh làm sao để cho cái kim áp suất của máy lên mức 93. 93, không nhất thiết phải số 9 đâu, nó là lên số 10, 11 điểm được, nói chung là dưới 12. Tại vì những cái máy nhỏ này thì nó xài cái kim này. Còn những cái máy lớn giống như vậy thì các bạn canh thời gian, mình bên khởi nghiệp cà phê thì mới tiêu chuẩn là 60 ml chạy ra trong vòng 25 giây, cho phép sai số cộng trừ 2 giây. Đó là cái tiêu chuẩn của mình thôi, thì tùy mọi người. Nhưng mà nguyên tắc là số càng nhỏ bột càng mịn và cà phê chạy chậm, số càng to bột càng to cà phê chạy nhanh. Đó chỉ là như vậy, không quan tâm tới cái số này là cái gì. Các bạn có thể bật bất kỳ chỗ nào để làm tiêu chuẩn, sau đó mình chỉnh theo ý mình thích. Tại vì thí dụ như lưỡi dao mới, giả sử mình lấy mức số này đi, nó đang mức số 4, này là lưỡi dao mới, nhưng mà một tháng sau mình xài cái lưỡi dao nó mòn rồi, bây giờ phải chỉnh về mức số 3. Phải chỉnh đến mức số 3 cái cà phê mới ra đúng chuẩn, cũng không có vấn đề nha. Lưỡi dao nó mòn thì cái số này sẽ càng ngày nó càng nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần, không có vấn đề nha. Xài tới khi nào mà nó không xay được cà phê nữa thì thay lưỡi dao mới lại xay cà phê bình thường. Hoặc là thí dụ như là hôm nay các bạn xay là 9 giây, thậm chí là hồi nãy mình xay là có 5 chấm mấy giây, 5.5 giây là nó đủ ra đầy double shot rồi, nhưng mà về sau nó lên thành 7 giây, 8 giây, 9 giây, 10 giây, 15 giây, rồi tới khi nào mà 20 giây thấy chậm quá bán không nổi nữa thì ok thay lưỡi dao mới chạy nhanh như bình thường. Thì cái lưỡi dao càng xài nó càng mòn thôi. Ok, mình có để số điện thoại ở phía bên dưới. Mình là bên khởi nghiệp cà phê ha, máy xay cà phê Gemini CRM9012A, bên mình bán giá 6 triệu nha. Thì ai cần thì cứ liên hệ với bên mình. Bên mình nghĩ là cái với cái mức giá này, với cái các cái tính năng của máy thì đây chắc là một chiếc máy sẽ làm mưa làm gió trong năm 2023 2024. Tại vì chưa có một máy xay tự động nào mà xài lưỡi dao 64 mm mà giá dưới 7 triệu. Toàn là 9 triệu hoặc là ai mà gọi là bán cho khách quen thì là 8 triệu rưỡi giống như bên mình. Còn đây là 6 triệu là thực sự là một cái giá rất là hời. Ok, cảm ơn các bạn, số điện thoại mình để dưới tiêu đề. Bên mình cũng mở lớp pha chế nha, lớp pha chế về cà phê. Có rất là nhiều dòng máy cho mọi người trải nghiệm. Máy máy này là máy của Mỹ nè,
Cái này là máy của Starbucks đó. Ok, đó là vui. Thì mục đích của lớp khai chế là giúp cho khách hàng có một cái kiến thức nền tảng về cà phê, không phải là xịn nhất, nhưng mà ý mình đang nói là một cái nền tảng, một cái những cái trải nghiệm về cái cà phê đầy đủ nhất với mức chi phí cực kỳ thấp. Tại vì lớp khai chế mà để thu hồi tiền những cái dòng máy này thì thực sự là mình không có nghĩ tới là tới bao giờ mới thu hồi được tiền máy móc, nhưng mà thôi, tới đâu thì hay tới đó, thì bên mình mở lớp khai chế. Ok, giới thiệu với mọi người khởi nghiệp cà phê ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye, chúc một ngày tốt đẹp.